Rồi đấy, 4-4 rồi. Tấn công bạo kích rồi. Rất là may mắn. Vừa nói xong. Hello, xin chào bạn nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái ác. Tên là Ray Review 3Z ở CR128 gà bông. Gà tôm, không phải gà bông là CR của mình. Thì arc này arc thứ hai mình quay ở server này, là trước mà mình quay cái arc thì Long Mon hay sao thì không nhớ rõ lắm. Thì nói chung là cái nick này nick thứ hai mình quay ở server này rồi. Thì mình sẽ đi qua một lượt xem là arc có những cái gì đấy. Đầu tiên là cây 3Z này. Rất tuyệt vời, bạn này bạn căn đến ngày mà bạn ấy đổi được 3Z thì bạn mới gửi arc cho mình làm. Rồi chúng ta sẽ đi xem pet nhá. Rồi, một con pet kiến đỏ bình thường, mình đi vua hay là đi lên server gặp kiến đỏ thì mình rất là cay. Hôm nay cầm trên tay nó thì chắc là sẽ cảm xúc nó sẽ khác ấy. Bộ ngọc này có bảo kinh sát thương, tấn công xuyên nam, rồi khá đồ này. Có cả thần báo nhưng mà không đeo. Rồi cái ngọc sát thương này thì từ từ mình sẽ ngọc sát thương cam là ngọc không nên đổi các bạn ạ. Sau đây mình sẽ nói lý do vì sao mình không nên đổi, thì các bạn xem cái điểm sát thương nhá, là 95 điểm sát thương. Còn ngọc tấn công tím nhá, tấn công tím là yếu hơn. Ngọc tím là yếu hơn ngọc cam. 745 điểm tấn công. Thì quy đổi từ điểm tấn công sang điểm sát thương nhá, là cứ 2 điểm tấn công là 1 điểm sát thương, thì tức là cái ngọc này đeo vào thì khi mà phát ngọc các bạn sẽ được tăng lên hơn 350 điểm sát thương. So với ngọc sát thương cam thì nó hơn rất là nhiều, thì các bạn cứ thấy hiểu rồi, ngọc tấn công cam nó sẽ hơn như thế nào đấy. Thì nói chung là bốn cái ngọc cam mà nên lấy đầu tiên thì nó lên là tấn công ban phúc hộ giáp và bạo kích tấn công hộ giáp ban phúc đấy. Có bốn ngọc đấy thì các bạn nên lấy trước, còn ngọc nào đầu tiên thì tùy hứng các bạn thôi. Tu luyện thì 45 này dùng kiến đỏ nên phải nâng công trước, thủ thì để lại sau. Thuộc tính thì hôm trước thì bạn ấy gửi cho mình nhưng mà giáp chưa trên 1000, chưa lên được 1000 thì bắn vào trong toàn ăn hành thôi. Hôm nay mình phải bảo bạn ấy là lên 1000 giáp bắn cho nó chắc tay. Hôm nay bạn ấy lên được một cái giáp thì bạn ấy gửi giáp cho mình. Đi thử trong server xem là có gặp người không. Nói chung là server trên 100 mà đi hay gặp người. Vừa nói xong thì gặp boss ngay trận đầu tiên à. Ra vào đây mình có đi thử mấy trận nhưng mà toàn ăn hành thôi. Cơ bản là toàn gặp 5x thì biết làm sao. Không vẫn không chết boss. Giáp trên 1000 là tăng sát thương nhiều lắm các bạn. Nó không cộng trực tiếp vào trong cái bảng chỉ số đâu, nhưng mà vào trận các bạn sẽ làm khác hẳn. Mình có làm một clip về so sánh cái giáp 1000 và giáp dưới 1000 và giáp trên 1000 đấy. Nếu các bạn nào mà thấy tò mò thì có thể tham khảo thôi. Vào trong phần video của kênh mình kéo xuống là sẽ thấy. Video là điểm khác nhau giữa trên một ca giáp và dưới một ca giáp. Hôm nay mình bắn thực sự là nó rất là lùng côm luôn. Hôm nay mình có bắn thử vài trận. Không thể tin được là mình có thể bắn được những phát như thế. Mít không thể tin được. Nói chung là về việc các bạn cho mình mượn nick thì mình cũng rất là cảm ơn thôi, nhưng mà đôi khi thỉnh thoảng có những bạn mà gửi ác thế xong rồi bắt mình phải làm ạ. Thực sự là mình rất là thấy khó xử. Rồi gặp một bạn 50 rồi. Đôi khi các bạn cho mình mượn mình rất là cảm ơn, nhưng mà các bạn bắt mình là phải làm cái clip về ác đấy. Cứ PM bảo là thế anh vẫn chưa làm ác em à. Thì mình cũng bảo rồi, mình cũng nói ở một số clip rồi là mình phải thứ nhất là mình cần thời gian, thứ hai là mình cũng phải chọn lọc ra những cái arc nào nó có những cái gì hay một chút. Ví dụ như đây, ví dụ bạn kia bạn cho mình mượn cái con pet là... rồi
rất là tuyệt vời. Bỏ lửa tiếp. Ví dụ như có bạn nào cho mình mượn cái arc có pet phụng kia là mình làm ngay lập tức luôn. Rồi. Mình sẽ bật giáp kiến lên là xem nó có ngon như những gì mình tưởng tượng không. Bình thường mình gặp cái lại bấm vào power. Không thể tin được. Xem power follow sale nhé. Con này là crit một tia đi. Đang định bấm vào giáp kiến để bấm vào power không để đỡ được. Đây bay sang và power rất là đơn giản thôi. Cái power của Bazooka này rất là yếu các bạn ạ. Nói là sau gặp lại bạn này thì mình sẽ bắn kiểu khác. Bán phúc rồi. Bán phúc là một cái ngọc mà nên lấy. Và sau mình bắn cái bực bấm cẩn thận hơn. Bấm ngay vào B. Rồi bật power luôn. Thì mình sẽ bật vào bạo kích. Bazooka bạo kích cũng tăng đam rất là nhiều đấy các bạn. Rồi thua không sao. Tí nữa gặp lại thì sẽ biết nhé. Rồi một anh level. Cái gì đây? Bánh bò kìa. Ghê nhỉ. Và đây là fan của anh bánh bò server 1. Ai bắn trước đây? Anh kia bắn trước rồi. Con kiến xanh này mình nghĩ cũng phải 3 sao ấy, thì mới có thể bắn trước được cái kiến đỏ là con cũng nhanh lên sao mà sao lại. Hầu luôn đi. Không chần chừ. Không phải chần chừ gì nữa. Chỗ này bắn 89 này. Lên 90 rồi. Đấy, bạo kích sát thương rồi. Có trúng không này? Mày thế nhỉ? Nó phát rất là kinh này. Một con pet nó thêm về thủ thôi mà cũng tăng sát thương rất là kinh này. Gặp lại bạn 50 vừa nãy nhờ. Đấy, bạn ấy thắng mình phát cười to quá. Chẳng qua bấm nhầm thôi. Có lẽ là mình sẽ chưa bắn chay giật dữ một tí. Rồi mọi tính toán đã trở thành sai lầm. Chỗ này mình phải bắn là 32. Thôi mình cứ bắn theo cái cảm nhận của mình. Hôm trước mình vừa mới test thử cái kiểu bắn hôm trước mình vừa mới học được cái kiểu bắn tính góc. Còn cái skin pet kia phải đợi đến mấy turn liền à. Hôm trước mình vừa học được cái kiểu tính góc lực của cái góc 45 ấy. Mà mình chưa áp dụng được nhiều. Tính toàn nhầm thôi. Mình chia sẻ luôn góc 45 ấy. Các bạn phải tính theo cả cái chiều cao của nó ấy. Tức là độ chênh lệch giữa mình và đối thủ ấy. Đấy, phải tính cả cái đấy nữa. Nó khó hơn góc cao rất là nhiều đấy. Chứ không phải là bắn góc thấp là sẽ dễ hơn góc cao đâu. Cường thì ngày trước mình mà bắn góc thấp ấy, cái thời mà mình mà mới tập chơi bắn chỉ bắn góc 20-30 nữa là mình cứ áng. Tơn đầu mít là tơn sau ấy, bắn nhẹ hoặc mạnh hơn một tí là nó sẽ trúng. Băng nó. Cười cái gì không biết à? Băng tạ vào đã à? Ngu người rồi. Rồi dẫn dắt rồi.
Bây giờ có lẽ mình sẽ bò ra một cái mép nào đấy để bắn nó không bị. Mình sẽ bò ra một cái mép nào đấy để bắn nó không bị. Không hiểu anh kia cứ cười cái gì không biết. Rồi mất góc rồi. Giờ mình bật giáp kiến lên. À tàng hình bay à. Tàng hình bay với mình không tác dụng gì đâu. Để mình đoán. Có thể là sẽ ở đây này. 75. Không chắc chắn lắm. Ồ không phải rồi. Đây à. Full power. Biết thế bên này mình bay bên kia có phải là hơn không. 2000 máu. Rồi không chết. Ơ sao mà đáng lòng thế nhở. Rồi sau mình phải bắn cẩn thận hơn, không thể để như thế này được. Các bạn thấy những cái clip trước mình đoán cái bay tàng hình rất là chuẩn, lần này không hiểu sao lại ngu người như vậy. Lần sau mình sẽ bắn nó chắc chắn hơn. Nghĩa là bữa nay bay sang bên kia là anh ấy sẽ không bắn được đâu. Mình kiểu này biết, vào cái dẫn dắt luôn. Rồi lại gặp anh bánh bò rồi đấy. Anh này có vẻ là cái nhanh nhẹn khá là cao đấy, cầm lưu gạch cơ mà tơn trước cả mình. Đấy. Sao kinh khủng ấy nhỉ. Kiến xanh này không biết là 3 sao hay 4 sao mà kinh khủng như này. Xem anh ấy bắn được gì. Rồi, bỏ ra mép vào. Băng tạm vào vậy. Chỗ này là 42. 42 giảm đi 4 lực. 37. Chọn không? Đấy, chuẩn rồi đấy. Bỏ quá hết đi đấy, có skin pet kiến rồi đấy. Nào xem anh này bắn cái gì đây. 44 full nam rồi. Kích rất là tiếc. Skin pet kiến lên. Đấy. Bạo kích rồi. Hình như là nó không tăng đam lên nhiều lắm nhỉ. Ô, bạo kích không chết được người này. Xem là này anh ấy bắn kiểu gì đây. Cảm giác vẫn rất là yếu đuối. Có lẽ là trúng rồi đấy. Rồi, ôi 4000 máu kìa. Ghê đấy nhờ. Nhẹ đi một chút là được. 35. Xuyên giáp kìa. Nếu quả đấy mà anh ấy full power thì có khi là chết rồi. Rồi lag luôn. Bạn đợi mình một chút nhé. Ok, chúng ta sẽ đến trận tiếp theo. Đây lại là một bạn level 48. Lưu gạch vàng luôn. Mình sẽ chơi theo đúng kiểu phép kiếm. Băng. Băng xong rồi bỏ tơn. Đèo vào việc cái cơ một cái tiếng này rất là khó chịu đây. Băng lấy skin pet thôi mà. 1-2. Cái băng này có đào được đâu. Bật cái skin pet lên. Thế nào. Tôn 60 một chút. 63. Ngoài bỏ kích ra phát ngọc thêm ngọc gì mới. Rồi 3000 máu rồi. Chắc chắn nó chết thôi. Level 4x thì chỉ cùng lắm rồi đến 8000 máu. Giờ thêm VIP Ares hay là Ares nữa thì mới lên được tầm 9000.
Để xem những trận sau bắn đi, để quay thêm một ít nữa. Bây giờ chưa thắng được 5x con nào, toàn thua rồi. Kiểu như là... Không biết được tại sao. Chủ quan là một phần. Nó lại băng rồi, băng bỏ tơn. Băng rồi bỏ tơn liên tục không? Tiền bảo kích đã giết được người. Cô gái thì không hiểu anh kiến xanh kia sao làm sao có thể trâu như thế. Một bốn bốn bắn 144 sẽ ta làm đam sát thương cao hơn là bắn 244 các bạn. Đấy, bốn hoa power rồi. Không biết đâu chết không. Hồi nãy là bật giáp kiến nên là được ôi 2400 máu. Thế chứng tỏ cầm Bazooka này mà power yếu hơn là bật giáp kiến lên đấy. Nên có vẻ là cái những cái người mà cầm tấn công liên kích rồi, tấn công là sẽ khỏe hơn ngọc sát thương. Mà chưa kể là hình như nó phát nhiều hơn ngọc sát thương ấy. Quên mất mà mình cứ bấm pau thôi. Cứ cầm kiếm đỏ là không cần pau, cầm kiếm đỏ là chỉ cần đợi có giáp kiến là bắn thôi. Pau được 3000 còn ở đâu bao được 2400 bật giáp kiến thì được 3000 nhỏ rồi, giáp kiến đam to rất nhiều hơn cả bao. Phải đặc biệt con này có vẻ là săn mình băng lên tôi ra sau tí bỏ qua đi kịp ừ. Ôi bắn chỗ này nhỉ. Đúng chưa? Mình nghĩ là chết rồi. Ba nghìn máu tiêu mà tiếng thì máu chết thắng chết rồi, phải hơn cả bao. Tôi coi như vừa nãy mình dướng bao cũng để so sánh xem là bao với là ra tiếng thế nào to hơn. Tiếng được thắng thua không quan trọng, quan trọng để trí. Các bạn gửi ác cho mình cứ bình tĩnh đi, mình rất sợ các bạn nào cứ PM mình không họ chứ anh không làm clip ác em. Bạn không làm clip ác mình à? Mình cũng phải chọn lọc thôi. Ôi bạn này có vẻ đi săn thật rồi các bạn. Mình cũng phải chọn lọc, nhưng mà mình cũng phải chọn lọc, nhưng mà mình cũng phải cân đối thời gian. Bây giờ mình cũng vào kỳ học. Thời gian làm clip nó cũng không được nhiều như trước rồi. Thời gian làm clip nó không được nhiều như trước. Mà ác mình thì cũng bỏ không sau gần cả tuần nay rồi. Vào chỉ có dùng bình tu luyện để lấy mảnh hiêu xong rồi không làm được nhiệm vụ của ác luôn. Thì các bạn cũng phải thông cảm với mình. Bắn chay không biết là có tơn rồi. Ô, bật giáp kiến đi. Hình như là mình bị hình như là mình bị ấy đấy, bị cái ngọc giảm sát này. Mình bắn mạnh hơn một chút. Hạt nhân rồi. Hạt nhân thì giảm sát thế, giảm sát nữa cũng chết rồi. Bật thêm cái hộ giáp nữa cũng không sống được. Cái thứ tự là lấy những cái ngọc mà cái ngọc mà đổi hoa phù dung ấy, thì các bạn nên lấy xuyên giáp đầu tiên, rồi sau đấy là lấy xuyên giáp này. Hạt nhân liên kích và phần báo là lấy cuối cùng. Xuyên giáp là ngọc ngon nhất. À không, dưới 2000 lực chiến thì là hạt nhân sẽ ngon hơn. Thì nãy giờ cả bạn liên tục luôn, có vẻ săn nhau thật các bạn.
bật ra tiến lên thì chắc chắn nó thắng con gì nữa. Rồi bình thường gặp kiến đỏ thì rất là ghét đấy. Mà bây giờ thì... ôi, có bao luôn. Rất tuyệt vời vậy. À, hình như con pet kiến kia nó có cái skin là vào trận là sẽ làm đối thủ mất máu. Đúng rồi, trừ HP đối thủ. Tấn công rồi. Chúng ta chết thôi. 4.000 bốn máu kìa. Không gặp 5x, toàn gặp cái bạn này. Nãy giờ thắng không biết bao trận rồi, bạn này vẫn tiếp tục cứ thăm mình thôi. Đấy thì mình vẫn đang nói với cái ác mình bây giờ đang để mốc cũng làm nhiệm vụ rồi. Vẫn là tiếp tục gặp bạn này. Map thì thay đổi liên tục còn người thì vẫn vậy. Mình sẽ bay tạm trên kia. Ôi, tôi bỏ tôi đứng đây đi. Không biết là bạn này bắn 44 xong rồi mình đang chay liệu có được tôi không? 44 đi. Rồi đấy, 44 rồi. Tấn công bạo kích rồi. Rất là may mắn. Vừa nói xong, cứ tưởng bắn hít hóa ra là vẫn trúng. Điều nha, bắn thế cũng trúng. Thắng mãi người ta thua nhá. Tại sao mà cứ win người ta mãi rồi? Nói chung là cái map này nếu mà muốn an toàn thì cứ bay lên trên cao thì bắn sẽ khó. Sẽ khó bắn. Rồi gặp boss rồi. Mùa mình vẫn đang bị đau. Bạn cứ gặp mình. Mình đang gặp có rất là nhiều khó khăn. Tấn công bạo kích rồi. Tuy nhỏ bọn em bạn kia phát tấn công bạo kích phát 5.000 máu một tiêu. 5.800 máu một tiêu xong rồi đỡ. Không thể gặp những cái bạn mà 5x lúc mà đầu clip nữa nhỉ. Gặp lại thì trả biếng ra. Thua thắng mấy trận xong thì chạy luôn đâu. Không gặp lại được. Nhưng mà nói chung là cũng hơi xui lắm, phát ngọc thì vẫn thắng. Rồi, level 44. Boss Saver. Đấy, pet rồng kìa. Pet rồng mình không sợ bằng pet heal. Pet rồng được cái là... sát thương cao thôi. Cái kia nó xui lắm. 3.200 máu kìa. Bắn trả lại như thế này. Một pet heal nó còn may mắn nó cao nữa cơ. Mà skin nó vẫn còn được chọn. Hầu luôn đi sợ gì. Được 88 rồi. Thế sao bạn này không bao luôn nhỉ? Bắn cay đấy làm sao mà lấy được tư? Bây giờ mà đi giải siêu cấp thì vào mình cứ một là đang full. Không thì không biết làm thế nào. Bắn cay mà người ta có bao thì bao lại mình cũng chết. Chắc chắn là chết luôn. Cứ tầm vào 4 mình kiếm có bao là ít rồi. Cái tầm này 4 năm trước thì có bao vẫn chưa chết được người. Bây giờ thì giải thế đã thay đổi. Cứ một trận gặp người một trận đúng không? Cái bạn kia vừa nãy săn mình bao nhiêu trận có vẻ thắng một trận rồi thôi nghỉ luôn rồi. Quá mãn nguyện rồi.
Cái này mình sẽ bắn bừa, không thích bắn trúng đâu. 72. Ôi, có lẽ không trúng rồi. Ô, quá điêu. Không hiểu làm sao tiếp được cái turn đấy. Nên là những cái vũ khí này đôi khi mình không hiểu cái tầm sát thương của nó như thế nào. Nhiều lúc tưởng mít mà lại trúng, nhiều lúc tưởng trúng mà lại không thấy mất máu. Nên mình sẽ đi thêm một vài trận nữa chống được người thôi. Thêm 3 trận lên, xuống đến 25 trận mình sẽ nghỉ. Cái đỏ vẫn chưa phát huy đâu dụng mới. Cứ băng đi. Vào cứ băng đi. Rồi. Bỏ lại đi. Cũng bazooka rất vàng kìa. Bazooka gold. Bắn đi. Rồi một tên nam trai. Để ý kỹ bật giác kiến. Giác kiến hơi to ấy. Rồi 4.000 máu một tia. Sao mà đỡ được. Mình mà cứ bắn cái con cách kiến thì một thời gian thì mình cứ thấy nó rất là nhiều. Đây là tầm level thấp này thì mình một băng thôi, chứ còn nếu mà level cao hơn ấy, đến cái tầm mà mình có bắn được 1-2-4 ấy, cộng 2x3 với cả 50% ấy, là 300, này vẫn đi rồi. Bây giờ mà 305 thì lực ấy, ngoạn vào băng 2 băng, xong rồi bật cái skin đấy lên 1-2-4 chắc chắn trên người. 4 băng mà thôi. Cứ ăn tặng rồi. Còn bắn như này thì chỉ bắn được 1-4-4 là hết cỡ. Thế nên là vẫn còn khả năng là đây, có khả năng tương này họ bắn cái hết mình. Không học gì, mình không biết là bắn cái gì. Thì họ vẫn có khả năng là giết được mình. Lên cao ấy, các bạn thấy là đối thủ không được bắn luôn. Để mình gặp tuyến đỏ là mình cơn sau là coi như mình không được bắn luôn. À, không có cơ hội nào để có thể chiến thắng được. Hai trận nữa. Nó kia tưởng thắng mình một trận nghỉ luôn, nó ra là vẫn đi tiếp. Đợt này mà lên kiến 2 sao thì không phải bàn. Đây mới là kiến đỏ 1 sao thôi. 22.000 một kiến thôi. Nên còn thôi, mình sẽ đi hết trận này rồi. Đấy, tiếp tục gặp bạn này rất là nhiều rồi. Lại 2 băng, lại 1 băng rồi tiếp tục nín thở xem người ta có phát ngọc không thôi. Rồi không biết phải làm nào. Cần kiến đỏ thì phải bắn vậy thôi. À, hiểu rồi. Mình hiểu rồi. Cái con pet kiến xanh này ấy, là nó có cái skin là ngẫu nhiên thôi nhá. Kiến giáp rồi. Bao nhiêu máu đây? 7.000 máu. Cái kiến xanh, cái skin 3 của nó là nó có cái là ngẫu nhiên ăn, ngẫu nhiên cắn được máu của đối thủ ấy. Ngẫu nhiên cắn máu đối thủ 600 máu. Nhưng vừa nãy có lúc mình băng là mất máu, có lúc mình băng là không mất máu. Đấy, thế này là nhiều khi là thực ra thì 600 máu cũng không đáng là bao nhiêu đâu. Nhưng mà thỉnh thoảng khi mình còn tí máu mà mình bắn cái đấy, tự nhiên nó phát cái đấy rồi chết không hiểu vì sao. Rồi ok, mình clip mình sẽ dừng ở đây. Nếu thấy hay bấm like và đăng ký để ủng hộ cho mình nhé.
giúp mình có thêm động lực bật thêm ác có pet hay hơn con kiến đỏ này nữa. Hôm nay cặp kiến đỏ bật rất là chế cối, kiểu được cái cảm giác chế cối rồi. Đấy thì các bạn bấm like và đăng ký để ủng hộ cho mình nhá. Rất cảm ơn các bạn đã xem clip của mình, chào các bạn.